Bạn có biết tạo ra một thẻ thông tin cá nhân cực kỳ xịn sò như thế này không? Bạn chỉ cần mở màn hình chờ điện thoại là đã có thể trao đổi được thông tin cá nhân như thế này rồi. Ok, cùng theo mình nhá. Đầu tiên, bạn cần chụp màn hình điện thoại lại. Tiếp theo, bạn vào website fafc.me, đăng ký một tài khoản, đăng nhập, ấn vào tạo link tên, điền thông tin theo hướng dẫn. Vào mạng xã hội, nhập số điện thoại và thông tin mạng xã hội của bạn vào. Ấn vào cập nhật để lưu thông tin lại. Tiếp theo, chọn liên kết. Ấn vào nút create link, chọn vào liên kết, thêm link bạn muốn liên kết và viết tiêu đề để tạo các nút tương tác như giao diện mẫu của mình. Như vậy, bạn đã tạo được một link bio thông tin cá nhân. Copy link bio vào website qr.fafc.global, dán đường link bio này vào và tải QR code xuống, chọn file PNG nhé. Tiếp theo, bạn vào website canva.com, đăng nhập, ấn vào thiết kế, ấn vào nút sửa ảnh, chọn ảnh chụp màn hình điện thoại lúc đầu. Ấn vào sửa ảnh, như vậy bạn đã có một file thiết kế theo đúng kích thước của màn hình điện thoại của bạn. Ấn vào nội dung, tải nội dung lên, tải file QR code và hình bạn muốn đặt làm hình nền lên. Kéo file ảnh vào khung hình, điều chỉnh kích thước và khung hình hợp lý theo ý muốn của bạn. Lưu ý, để khoảng trống phía trên để cho phần đồng hồ điện thoại. Click vào file QR code, file sẽ xuất hiện trong ảnh thiết kế. Thu nhỏ QR code và đặt vào vị trí mong muốn. Mình khuyến nghị ở đây là đặt ở vị trí điểm vàng như mình để cho dễ nhìn. Done. Cuối cùng, bạn ấn vào tải xuống, chọn JPG và đặt làm hình nền chờ điện thoại của bạn. Như vậy, bạn đã có một thẻ thông tin cá nhân vừa tiện lợi mà vừa xịn sò. Chúc bạn thực hiện thành công và chia sẻ nó cho bạn bè mình cũng biết nhé. Follow up Lab để học thêm nhiều kiến thức tuyệt vời về hình ảnh nhé.